Xiaomi Redmi Note 4X chỉ 2.950.000, vô địch trong tầm giá. Chào mừng các bạn đã đến với Mango TV. Dạo gần đây mình nhận được khá là nhiều câu hỏi các bạn, đó là: anh ơi, em có từ 3 đến 4 triệu đồng thì em nên mua chiếc máy nào? Mà mình thường xuyên tư vấn cho các bạn đó là nên chọn chiếc Xiaomi Redmi Note 4X. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem đó là có những lý do gì và tại sao chiếc máy này đáng lựa chọn như thế. Lý do đầu tiên đó chính là về mức giá. Với mức giá hiện nay của chiếc máy này chỉ rơi vào khoảng hơn 3 triệu đồng một chút. Tuy nhiên là các bạn đã sở hữu ngay cho mình một chiếc máy mới 100%, kèm theo đó là cấu hình rất là tốt với con chip Snapdragon 625, 3GB RAM và bộ nhớ trong tùy chọn từ 16 đến 32GB. Đây thực sự là một cấu hình rất tốt trong tầm giá và nó đảm bảo cho các bạn thoải mái sử dụng từ những tác vụ thông thường cho đến chơi game nặng. Lý do thứ hai đó là những trải nghiệm thực tế khi mà sử dụng. Mình hoàn toàn là không thể tin được với mức giá chỉ có khoảng hơn 3 triệu đồng một chút, tuy nhiên là những trải nghiệm mà chiếc máy đem lại cực kỳ mượt mà. Trong quá trình sử dụng thì mình không gặp bất cứ hiện tượng khó khăn hay là giật lag gì, từ những thao tác cơ bản như là lướt Facebook, Chrome hay là YouTube cho đến những tác vụ nặng hơn như là chơi game Advance hoặc là Liên Quân Mobile. Và xét về mặt hiệu năng sử dụng thực tế, mình hoàn toàn thỏa mãn với chiếc máy này. Lý do tiếp theo đó là về thiết kế. Trước đây chiếc Xiaomi Redmi Note 3 Pro bị rất nhiều bạn không thích bởi vì là nó bo cong quá nhiều, làm cho mất đi cái vẻ đẹp của máy. Tuy nhiên là chiếc Note 4X đã được thay đổi lại thiết kế đi một chút, vẫn sẽ được bo cong viền để tạo cảm giác cầm nắm thoải mái hơn, cũng như là vẫn giữ được cái vẻ thanh lịch của sản phẩm. Thời lượng pin tiếp tục là một điểm mạnh của chiếc Note 4X. Với viên pin rất lớn lên đến 4.100 mAh thì nó cho một cái trải nghiệm sử dụng cực kỳ tốt. Mình hoàn toàn có thể dùng chiếc máy này thoải mái từ 8 giờ sáng với đầy đủ các nhu cầu từ Wi-Fi, 3G, YouTube cho đến là chơi game. Và khi đến tối thì máy vẫn còn khoảng 20% pin. Và nếu như các bạn sử dụng tiết kiệm hơn thì hoàn toàn có thể sử dụng nó lên đến 2 ngày. Và cuối cùng đó là sự đa dạng. Xiaomi đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều cái sự lựa chọn về cấu hình, màu sắc. Mình có cả màu hồng, màu vàng và màu xanh. Ngoài ra, chúng ta cũng được cung cấp một sự tùy biến rất đa dạng đến từ nền tảng MIUI của hãng. Vậy là vừa rồi mình đã nêu ra một số cái lý do cũng như là cái quan điểm cá nhân của mình là tại sao chiếc máy này đáng mua nhất trong phân khúc giá khoảng 3 triệu đồng. Vậy thì theo các bạn thì sao? Các bạn có lựa chọn chiếc máy này hay không? Hãy comment ở ngay phía bên dưới cho mình biết nhé. Và nếu như là thấy video hay hữu ích thì hãy like và share cho bọn mình. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại. Bye bye. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mango TV để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Và đừng quên tham gia cộng đồng hỗ trợ khách hàng của Mango TV trên Facebook để có thể được giải đáp và cũng như nhận được sự hỗ trợ sớm nhất nhé.